Hello, everyone. Nice to see you again. Cô chào các em học sinh khối 6. Chúng ta lại học trực tuyến cùng nhau. First, what things does your house have? Mình cùng ôn lại bài cũ ha. Nhà bạn có những gì nào? My house has a balcony. It has a big yard. It has a garage. It doesn't have a pool. Ngoài ra ở bài trước chúng ta cũng học câu hỏi yes no với thì hiện tại đơn đúng chưa nào? Nào, ở đây chúng ta thấy rất nhiều câu hỏi yes no ha. So, listen to yes no question song. Cô trò mình cùng ôn lại thì hiện tại đơn present simple tense với động từ to be và động từ thường. Với động từ to be chúng ta có I, am, he, she, it plus is, we, you, they, are. For example, I'm a student, he is a teacher, we are happy. Với động từ thường thì cô chỉ nhắc thêm một lần nữa là chúng ta sẽ thêm s hoặc is vào động từ khi chủ từ là ngôi thứ ba số ít. How about negative form? Ở thể phủ định chúng ta thêm not sau động từ to be ha. I'm not a teacher. She's not my mother. They're not students. Đối với động từ thường, còn nhớ không nào, chúng ta sẽ dùng don't hoặc là doesn't plus verb infinitive. Interrogative form. Đối với thể nghi vấn thì chúng ta sẽ mang động từ to be ra đầu câu am, is, are. Right? Are you happy? Is it small? Và đối với động từ thường thì thể nghi vấn mình sẽ dùng do hoặc là does. Và đi cùng với lại một verb nguyên mẫu, động từ nguyên mẫu ha. Now, let's go to the next part. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học số 1 với phần pronunciation. Trong phần này thì chúng ta sẽ chú ý về intonation, tức là ngữ điệu. Intonation for yes no question goes up. Ngữ điệu trong câu hỏi yes no là mình phải lên giọng cuối câu. For example, do you live in an apartment? Lên giọng cuối câu đúng chưa? Now,
look at the questions, the yes no questions here. Ta có hai câu hỏi yes no ở đây và chúng ta sẽ nghe xem là ngữ điệu như thế nào, có lên không nha. Nào. Unit 1. Home. Lesson 1. Track 6. Pronunciation. Listen to the sentence and notice how the intonation goes up. Do you live in an apartment? Does your house have a yard? À, các em nhận xét là phần ngữ điệu sao nào? Goes up, đúng không? Lên giọng đúng chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp tới bài tập kế tiếp ha. Taxi. Listen and cross out the one with the wrong intonation. Nghĩa là chúng ta sẽ nghe máy đọc hai câu và xem có câu nào chúng ta sẽ phải gạch bỏ đi, tại vì có cái ngữ điệu sai. Do đó mình phải nghe cẩn thận nha. Now listen carefully. Unit 1. Home. Lesson 1. Track 7. Pronunciation. Listen and cross out the one with the wrong intonation. Do you live in a house? Does your house have a pool? À, vậy theo các em là câu trên hay câu dưới là có cái ngữ điệu chưa đúng nào? Câu trên hay câu dưới? Đáp án của chúng ta là câu dưới, đúng rồi. Vậy chúng ta nhớ là ngữ điệu ở câu hỏi yes no là phải goes up, lên giọng nha. Alright. Mình cùng đọc lại ha. Ở đây có những câu hỏi yes no và mình đọc cho đúng ngữ điệu nha. Nào, do you live in an apartment? Does your house have a yard? Do you live in a house? Và ở nhà có thời gian thì chúng ta sẽ luyện đọc những câu hỏi yes no này. Được chưa nào? Let's go to the next part. Point, ask and answer. How many pictures are there? 8. Alright. Now pay attention to this. Cross means no. 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 And six means yes. 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 Now make yes, no questions. For example, ta có một câu hỏi yes, no mẫu ở đây nè. Do you live in an apartment? Yes, I do. Ta sẽ lần lượt đặt những câu hỏi yes, no với những trang này ha. For example, balcony, alright, balcony. Does your house have a balcony? No, it doesn't. Gym. Does your house have a gym? No, it doesn't. Garage. Does your house have a garage? No, it doesn't. How about pool? Does your house have a pool? Yes. Yes, it does. Does your house have a yard? Yes, it does. Does your house have a garage? Yes. It's this. Alright? Now, taxi. Practice with your old ideas.
Giờ các em sẽ tạo những câu hỏi. Yes, no. Về gì? À, về nhà của mình hoặc là của bạn mình ha. Phần này thì chúng ta sẽ, cô sẽ ghi ở phần homework. Về nhà các em sẽ tự tạo câu hỏi yes, no cùng với lại câu trả lời ha. Now speaking. Ở phần luyện nói thì chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ. Đầu tiên, A. Add two more words in the table. Then complete the survey about your home. After that, ask three friends about theirs. Đầu tiên các em sẽ thêm hai danh từ vào đây nữa, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ hoàn tất cái cuộc khảo sát về nhà của bạn, của mình. Rồi sau đó mình sẽ hỏi ba người bạn về những danh từ này nha. Những danh từ về gia đình ha, về nhà cửa ha. Rồi chúng ta thêm vào hai danh từ nữa, balcony and garage. Đồng thời chúng ta sẽ có một cuộc khảo sát với một số bạn ở đây ha. Và cô cũng nhắc là để mà lấy được cái sự chú ý của người khác trước khi vào một bài hội thoại thì chúng ta sẽ dùng excuse me. For example, excuse me, Hua, do you live in a house? Yes, I do. Rồi mình mới hỏi tiếp nha. Does your house have a pool? No, it doesn't. Does your house have a yard? Yes, it does. Does your house have a balcony? Yes, it does. Does your house have a garage? No, it doesn't. Tương tự thì chúng ta sẽ hỏi những bạn khác, bạn Lan, bạn Ba, vân vân ha. Và sau khi hỏi rồi thì chúng ta sẽ gì nào? Report to the class about your room. Ta sẽ báo cáo lại với tập thể lớp về cái nhóm của mình, đúng chưa? For example, in our room, two people living houses. Trong nhóm chúng tôi có hai người sống ở trong những căn nhà. Two people living apartments. Hai người thì sống trong căn hộ. Three people have balconies. Có ba người thì nhà có ban công. Được chưa nào? Nào, homework. Sau khi học xong bài này rồi thì chúng ta sẽ làm gì đây? Now first, read the questions on page 8 with the correct intonation. Ta sẽ đọc lại những câu hỏi yes no với cái ngữ điệu đúng, goes up, đúng không? Ngữ điệu đi lên. Ở trang 8. Then make some yes no questions about your friend's house. Ta sẽ tạo những câu hỏi yes no về nhà của bạn mình ha. And prepare lesson 2. Sau đó mình sẽ soạn trước bài số 2. Được thế nào? The lesson is over. Goodbye. See you next time. Thanks for your attention. Cảm ơn các em đã tham gia bài học. Xin chào và hẹn gặp lại ở bài học kế tiếp.